Tôi là Lâm, là cái thằng mà các bạn vẫn thường xuyên gặp trên cái kênh Anime Rewind này. Còn đây là Gojo Satoru. Đó là những ông drop chuyện bảo thế. Vì thực tế người đàn ông đứng trước mắt mấy ông đây là Yuta Okotsu. Nhưng để hiểu rõ tại sao trông anh chàng lại như thế này, chúng ta cùng vào nội dung video ngày hôm nay nhé. Để dễ dàng hơn, có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện từ cuối chap 248, thời điểm mà Yuta đến chiến trường để cùng Yuji hội đồng thằng cha già, Sukuna. Cuộc chiến này là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà chúng ta thấy được lời độc thoại nội tâm của Yuta. Cậu khẳng định mình phải chịu trách nhiệm với thất bại dẫn đến cái chết của Higuruma vì sự ích kỷ của bản thân khi muốn tự giết Kenjaku. Như mấy ông đã biết rồi đấy, tất cả chỉ vì Yuta đang nghĩ mình có lỗi mà thôi. Vì thực tế cho thấy nhóm chú thuật sư đâu biết chính xác được số lượng nguyên hồn mà cái thằng trộm xác Kenjaku sẽ giải phóng sau khi hắn chết là bao nhiêu. Vì vậy, bọn họ cần có sức mạnh của Yuta và Rika để hạn chế mọi rủi ro nhất có thể. Nhưng có một điều mà đến khi chap 261 ra mắt, tôi cho rằng có lẽ Yuta đã nhận ra kế hoạch dự phòng của cậu sẽ phải thực hiện khi ở chap 249. Đây cũng có thể là một phần lý do tại sao Yuta muốn giết chết thằng cha già Sukuna càng nhanh càng tốt. Vì cậu biết rằng nếu kế hoạch thất bại, những người khác gần như sẽ chết vì không có ai còn lại đủ mạnh để chống lại hắn ta nữa. Tôi nghĩ lý do chính khiến Yuta muốn kết thúc mọi chuyện ở đây là để cậu không phải chiếm lấy cơ thể của ông thầy Gojo, và cuối cùng cậu đã làm như vậy. Trước khi nói về chủ đề này, cách đây 2 năm tôi có làm một video về cuộc đời của Yuta. Nhưng có một vấn đề là video đó vẫn còn thiếu một chi tiết khá quan trọng liên quan đến sức mạnh của cậu. Vì khi đó những thông tin rất mơ hồ và tôi bây giờ muốn hoàn thành nó. Như mấy ông đã biết, thuật thức của Yuta chính là sao chép thuật thức của người khác. Nhưng để làm được điều đó thì cậu cần phải kết nối với Rika thông qua chiếc nhẫn. Vì cơ thể của một người bình thường sẽ trở nên quá tải nếu như có quá nhiều thuật thức bẩm sinh. Chính vì vậy, Rika có vai trò lưu trữ các thuật thức và chú cụ của Yuta. Cậu thậm chí còn có thể sử dụng nhiều thuật thức khác nhau. Nhưng điều kiện để cậu sao chép được thuật thức của người khác chính là để Rika hấp thụ một phần cơ thể của đối tượng. Chẳng hạn như cậu đã để Rika hấp thụ cánh tay của Takako và sao chép thành công thuật thức thao túng không gian của ả ta. Để nâng cao các thuật thức sao chép được, Yuta đã đưa chúng vào lãnh địa chân nhạn tường ái của cậu. Lãnh địa này là một cánh đồng có cấu trúc hình chữ thập, rải rác với vô số thanh katana và được bao quanh bởi những sợi dây buộc lại với nhau theo kiểu biểu tượng của tình yêu. Những thuật thức đã sao chép sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong lãnh địa dưới dạng những thanh katana và chỉ có Yuta mới có thể sử dụng chúng. Số lượng thanh kiếm là không có giới hạn. Mỗi thuật thức được sao chép sẽ đóng vai trò là hiệu ứng tất trúng của lãnh địa. Hạn chế của nó là không thể biết được thuật thức nào ở trong thanh kiếm trước khi cầm được nó lên tay. Nhìn chung thì mặc dù nghe thôi cũng đã thấy đây là một lãnh địa vô cùng bá đạo. Khi bản thân Yuta có thể cùng lúc sử dụng tất tần tật các thuật thức bản thân đã sao chép với số lần gần như không bị giới hạn một tí tẹo nào. Chưa kể đến việc tất cả những thuật thức đó đều được hưởng hiệu ứng tất trúng. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây vẫn là 50-50 khi bản thân Yuta cũng chẳng thể biết được skill tiếp theo của mình là gì cho tới tận khi cậu cầm được vào thanh kiếm. Như vậy, đây rõ ràng là một mặt hạn chế không thể chối cãi của lãnh địa này. Vì sẽ có những lúc cậu sẽ nhặt phải một thanh kiếm với thuật thức không được phù hợp cho lắm với hoàn cảnh. Nhưng với kỹ năng chiến đấu được tôi luyện của một đẳng cấp, thì việc thích ứng với hoàn cảnh và tận dụng tối đa những gì mình đang có của Yuta có lẽ đã khắc phục được điểm yếu này phần nào. Sau đây là các thuật thức cậu đã sao chép tính đến thời điểm hiện tại. Đầu tiên là chú ngôn. Yuta đã sao chép khả năng sử dụng thuật thức của Thoge, một kỹ thuật được thừa hưởng thông qua dòng máu của gia tộc Inumaki. Khi sử dụng nó lần đầu tiên, Yuta đã thực hiện thuật thức này bằng cách sử dụng một chiếc loa phóng thanh mà Rika triệu hồi có biểu tượng mắt rắn và nanh trên đó. Bằng cách nói qua đó, Yuta đã ra lệnh cho từng người trong số những lời nguyền cấp thấp của Geto phải chết ngay lập tức. Nhưng cách này khiến cậu khó khăn trong việc kiểm soát sự lan truyền của chú lực. Sau này, Yuta đã trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng chú ngôn. Khi kết nối với Rika thông qua chiếc nhẫn, Yuta thậm chí còn có thể làm cho phù hiệu mắt rắn và nanh xuất hiện trên miệng, như thể cậu đã được sinh ra với nó. Thứ hai, Shikigami. Yuta có thể triệu hồi thức thần bằng cách sử dụng tóc của mình làm vật trung gian. Thức thần xuất hiện dưới dạng những con rơi nhỏ có đầu giống Rika. Chúng bay xung quanh đối thủ và tạo thành một khối cầu, và quỹ đạo của chúng tạo thành một vùng kết giới có thể chém bất cứ ai ở trong đó.
Yuta đã sao chép thuật thức này từ Druf Lakdawala và vẫn chưa rõ tên gọi chính thức của nó. Thứ ba là thao túng không gian. Yuta đã sao chép thuật thức này của Takako. Cậu có thể biến bầu trời thành một bề mặt hữu hình và sử dụng nó để điều khiển không gian, tương tự như cách ống kính tạo ra sự biến dạng. Thứ tư, bạc băng đạn. Yuta áp dụng thuật thức của Takako bằng cách đánh vào bề mặt bầu trời chứ không phải đánh trực tiếp vào đối thủ. Cậu chạm vào lớp bề mặt của bầu trời và phá vỡ nó như lớp bằng mỏng, tấn công đối thủ bằng hiệu ứng đó. Thứ năm, tà khứ vũ thể tử, nấc thang của Jacob. Yuta đã sao chép thuật thức của Angel, sau đó đưa thuật thức này vào lãnh địa như một đòn tất trúng khi chiến đấu với thằng cha già Sukuna. Khi sử dụng một cột ánh sáng dội xuống mục tiêu, ngay lập tức dập tắt mọi thuật thức dưới ánh sáng, gây hàng tá sát thương chí mạng cho thằng cha già và làm suy yếu thêm mối liên kết giữa hắn và cơ thể của Megumi. Thứ sáu, tiên đoán tương lai. Yuta đã sao chép nó từ Charles Bernard, cho phép cậu nhìn thấy tương lai của mục tiêu bằng cách gắn một bảng truyện tranh vào họ và lấy máu từ họ. Không giống như Charles, Yuta không sử dụng công cụ nguyền rủa ngọn giáo giống như cây bút để đáp ứng các điều kiện về mực, mà thay vào đó sử dụng thanh kiếm katana của riêng mình. Khả năng nhận thức trước của tiên đoán tương lai cho phép Yuta nhìn thấy những chuyển động trong tương lai của Sukuna và giáng một đòn nặng nề vào thằng cha già này. Thứ bảy, ngự chủ tử. Yuta đã sao chép thuật thức của Sukuna cho phép cậu tung ra những nhát chém vô hình có thể cắt rời kẻ thù. Sau khi để Sukuna lấy thanh katana chứa kỹ thuật này, Yuta kích hoạt bát, đe dọa sẽ chém thằng cha già này bằng chính thuật thức của hắn. Còn ông nào hỏi sao chép từ khi nào thì chứng tỏ chưa subscribe kênh phải không? Bắt quả tàng nha. Tiện giờ thì ấn like và subscribe ủng hộ luôn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Cuối cùng, cấy ghép não. Bằng cách để Rika tiêu thụ cơ thể của Kenchaku, Yuta đã sao chép kỹ thuật của hắn cho phép cậu hoán đổi cơ thể với người khác bằng cách cấy ghép não của mình vào cơ thể của họ. Sử dụng kỹ thuật này, Yuta có thể chiếm lấy cơ thể của ông thầy nửa thân và sử dụng nó để chiến đấu với Sukuna. Thuật thức này cũng cho phép Yuta sở hữu toàn bộ thuật thức của ông thầy từ vô hạ hạn đến lãnh địa vô lượng không xứ. Như mấy ông đã biết rồi, thuật thức sao chép của Yuta chỉ có thể dùng trong 5 phút với Rika trong trạng thái hoàn chỉnh nhất. Vậy sau 5 phút cậu sẽ ra sao? Theo Mê Mê phân tích rằng sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu thuật thức của Kenchaku là loại duy trì liên tục hoặc gián đoạn, thì cơ thể hay linh hồn không thể tự duy trì tiếp và sẽ tử vong. Trường hợp thứ hai, nếu thuật thức hoạt động không liên tục thì dù không chết tức thì nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chết. Trường hợp thứ ba, nếu là thuật thức chỉ cần một lần kích hoạt thì cậu ấy vẫn có thể thi triển vô hạ hạn dù quá 5 phút. Từ đó suy ra, sau khi hoàn thành chuyển đổi thể xác thì có khả năng thuật thức của Yuta sẽ triệt tiêu và sẽ sống mãi trong cơ thể của ông thầy nửa thân. Cuộc đối đầu gay cấn giữa Yuta và Sukuna đã khiến chúng ta phải đắm chìm vào nó. Việc Yuta bất ngờ chiếm đoạt cơ thể của ông thầy nửa thân đã xoay chuyển tình thế. Nhưng điều này đã làm dấy lên cho chúng ta câu hỏi về cân bằng quyền lực trong thế giới của Jujutsu Kaisen. Bước ngoặt này có thể trả lời một câu hỏi quan trọng. Liệu có ai ngoài ông thầy Gojo có thể phát huy hết khả năng to lớn của mình và trở thành chú thuật sư mạnh nhất hay không? Ông thầy nửa thân từ lâu đã trị vì với tư cách là một chú thuật sư mạnh nhất với tài năng vô song và thuật thức vô hạn, khiến anh gần như không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn tồn tại, liệu ai đó với thuật thức và kiến thức phù hợp có thể làm lu mờ ông thầy và giành vị trí dẫn đầu hay không? Tôi không muốn đề cập đến thằng cha già Sukuna nhé. Nhưng hành động táo bạo của Yuta cuối cùng có thể giải quyết bí ẩn bấy lâu nay. Nếu Yuta với kho thuật thức đồ sộ của mình có thể sử dụng hiệu quả sức mạnh của ông thầy nửa thân để đánh bại được Sukuna, điều đó cho thấy rằng bất kỳ ai sở hữu khả năng và thuật thức của ông thầy đều có thể trở thành chú thuật sư mạnh nhất. Điều này có nghĩa là sự thống trị của ông thầy nửa thân không chỉ bắt nguồn từ tài năng bẩm sinh mà còn từ khả năng làm chủ thuật thức của mình. Ngược lại, nếu Yuta thất bại ngay cả trong cơ thể của Gojo, điều đó có nghĩa là chỉ có ông thầy nửa thân mới có thể thực sự phát huy hết tiềm năng sức mạnh của mình. Điều này cho thấy rằng khả năng làm chủ các thuật thức và địa vị mạnh nhất của ông thầy không phải là thứ có thể dễ dàng sao chép hoặc vượt qua. Điều quan trọng là phải xem xét liệu việc Yuta sử dụng cơ thể của ông thầy nửa thân có ảnh hưởng đến khả năng tổng thể hay không. Khi Kenchaku chiếm lấy cơ thể của Geto, sức mạnh đã có sự thay đổi rõ rệt. Cơ thể của Geto có vẻ yếu hơn so với lúc anh còn sống. Điều này đặt ra một câu hỏi,
liệu Yuta kiểm soát cơ thể của ông thầy nửa thân có bị hạn chế khả năng tối đa sức mạnh của anh hay không. Nhưng vì chap 262 vừa qua khá ngắn, nên tôi vẫn chưa biết chính xác câu trả lời. Nếu như Yuta đánh bại Sukuna trong cơ thể của ông thầy nửa thân, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế giới của Jujutsu Kaisen. Nó sẽ cho thấy bất kể một ai đó không cần phải là ông thầy Gojo đều có thể sử dụng được vô hạ hạn một cách hiệu quả. Nó cũng chứng minh rằng Yuta thực sự xứng đáng với cái mác chú thuật sư đặc cấp. Đánh bại thằng cha già Sukuna sẽ chứng tỏ được tiềm năng ấn tượng của Yuta. Nó sẽ cho thấy cậu có thể vượt qua ông thầy của mình hay ngay cả với những kẻ thù mạnh nhất. Tài năng của cậu kết hợp với sức mạnh của ông thầy nửa thân khiến Yuta trở thành một thế lực đáng gờm cho giới chú thuật sư. Hơn nữa, chiến thắng của Yuta trước Sukuna sẽ thách thức những ý tưởng về quyền lực và sức mạnh trên toàn thế giới chú thuật sư. Nó sẽ gạt bỏ đi tất cả quan điểm cho rằng sự thống trị của Gojo Satoru là tuyệt đối. Điều này chứng tỏ bất cứ chú thuật sư nào với những khả năng và sức mạnh phù hợp đều có thể đạt được mức độ quyền lực và tầm ảnh hưởng tương tự. Kết quả của trận chiến này có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi bấy lâu nay. Liệu có ai khác ngoài ông thầy nửa thân có thể phát huy hết tiềm năng của vô hạ hạn? Nếu Yuta chiến thắng, điều đó cho thấy rằng triều đại của ông thầy nửa thân không phải là không thể phá vỡ. Với những thuật thức và kiến thức phù hợp, người người có thể vượt qua anh. Tuy nhiên, nếu Yuta không khai thác được khả năng của Gojo, điều này chứng tỏ rằng sẽ chẳng có bất kỳ ai ngoài ông thầy nửa thân có thể làm chủ được vô hạ hạn. Và cái mác chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại vẫn là của anh rồi. Bất kể ai là người chiến thắng, thì cuộc tử chiến Shinjuku sẽ tác động rất lớn, không chỉ trong thế giới chú thuật sư, mà ngay cả đối với người đọc như chúng ta. Có mọi người thấy sao về sức mạnh của Yuta? Từ giờ cho đến vài tuần nữa, Gege mới quay trở lại viết truyện vì vấn đề sức khỏe. Liệu mấy ông có nghĩ rằng đây sẽ là kết thúc của Jujutsu Kaisen? Hay Yuta sẽ thất bại trong vòng 3 phút tới? Hãy để lại suy nghĩ cho tôi được biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, cả nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!